Kính thưa thầy, thưa toàn thể anh chị. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Lê Tẩm Dương, chuyên gia kinh tế, bậc thầy và huấn luyện bước lên sân khấu trao chứng nhận và chuẩn bị lưu niệm của các anh chị học viên. Vâng, xin kính thưa anh Nguyễn Công Trọng, chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty đào tạo Mỹ Hàm. Xin kính thưa tất cả các anh chị học viên đăng kính của tôi. Chỉ riêng cái chuyện các anh chị đến đủ là một. Từ đấy tôi thấy không một ai mà lên nhận mà lại không nhận được những tràng vỗ tay, thì tôi hiểu là ở một chừng mừng nào đó, ngoài cái việc các anh chị phát biểu rất là tự tin ở trong lớp, thì tôi hiểu rằng là trường PR và tôi có cái nét gì đó có vẻ thành công, ít nhất là được hầu hạ và cung ứng cho các anh chị một cái dịch vụ đào tạo mà chúng ta gặp nhau ở đây có vẻ như là có vẻ như là xứng đáng. Thế còn phần phát biểu của tôi thì xin phép là ngắn gọn thôi, bởi vì trường họ tổng kết mà tôi chỉ là cái anh ấy. Thì với tư cách là như tôi hay nói là cái anh lái máy bay đấy, thì thưa các anh chị là cho tôi phát biểu với tư cách là thế này này, là cái người thiết kế chương trình đào tạo đó là niềm ước mơ của tôi mà chưa bao giờ tôi nói, bởi vì tôi làm mà ở trong cái nghề giáo dục ấy, thì tôi chỉ ước mơ là với 4.0 từ những năm mà 2000 cơ chống thôi. Tôi chỉ có ước mơ là tôi vừa là hiệu trưởng, tôi vừa là giảng viên, mà tôi vừa là giáo vụ, và tôi vừa là người thiết kế chương trình, và tôi là người thực hiện chương trình, và tôi là người mà đẩy được ở một nhóm nhỏ nào đó theo ước mơ của tôi. Thì kết quả là tôi làm được các chị ạ. Nhưng nếu không có sự cộng tác của các chị thì tôi không. Cho nên là mấy ý tôi phát biểu như này này. Một là tôi thừa nhận cái tổng kết của chỗ anh Trọng, nhưng mà hình như anh ấy tổng kết còn thiếu so với cái nỗ lực của các anh chị. Nhưng mà đầu tiên tôi nhất trí đã. Và điều thứ hai nữa là ở góc độ mà tí nữa liên hoan mình chia sẻ nó có lẽ là nó chi tiết hơn. Nhưng ở đây là phần lễ, thì cái chia sẻ thứ hai của tôi là tôi làm được đúng cái tư cách đó, tức là tư cách thiết kế chương trình, tổ chức chương trình, sau đó là đưa triết lý chương trình, sau đó là đưa toàn bộ cái khung, sau đó là thiết kế từng môn học với mục tiêu đầu ra rất là rõ ràng. Thì đấy là tôi làm được cái việc đó ở góc độ mà của cá nhân tôi. Thì tổng kết thêm cái phần đó thì đấy là cái ý số 1. Cái ý số 2 mà tôi muốn nói là về phía trường PR các chị ạ, là ít khi tôi khen lắm, nhưng mà tại sao tôi công tác được là bởi vì có một cái thừa nhận. Có lẽ là các anh chị cũng có thể thấy mà đứng đầu là chỗ anh Trọng, ít khi tôi nói lắm, nhưng mà trưởng thành vượt bậc các chị ạ. Và thứ hai nữa là cái biểu hiện cho cái trưởng thành đó là ở quá trình cực kỳ là năng nổ, với một thái độ tôi không hiểu là anh ấy thừa hưởng của ông bố bà mẹ, hay là ở một cái anh mà có thể giống tôi, tức là xuất phát từ một cái thế rất là nghèo khổ, cho nên là cái thiếu sót thì cả đống, nhưng mà cái gốc ấy mà chúng ta nói chính cái chuẩn của cái anh Trang Bị ấy, thì ít nhất là cái gốc anh ấy có một chuẩn rất là tốt, cho nên để có ngày hôm nay, kể cả cái biểu hiện của ngày hôm nay thì là anh ấy đề xuất hết. Còn tôi thì tôi chỉ đóng vai trò là cố vấn đó, kể cả buổi hôm nay luôn, nhưng mà tấm lòng thì rất là tốt. Thì cái điều đó tôi nghĩ là ở một chương mừng nào đó ở trường PR ấy, cũng xứng đáng với tấm lòng các chị. Ngoài cái việc của tôi là tôi ngồi tôi kiểm tra biết là xem mình có cái sai sót gì, nhưng mà tôi thấy tôi xứng đáng cố lắm rồi. Nhưng mà ở chỗ cho anh Trọng thì mọi cái sai sót này các thứ thì nó là bình thường, nhưng mà cái chủ chính ấy thì tôi cộng tác được, và tôi thấy các chị đến đây với đầy tình cảm. Nhưng mà tôi thì anh Trọng thì mỗi một người một góc, có xứng đáng với cái điều đó không? Thì tôi nghĩ là đi nghĩ lại thì rất là vui mừng chúng ta cũng xứng đáng với nhau. Thì đấy là ý số 2. Vì hôm nay là buổi tổng kết mà, nó tính báo cáo mà. Thì đấy là cái số 2. Đứng về phía học viên ấy, thì các chị biết là tổng kết mà. Thì anh Trọng anh nhận xét rồi tổng số khóa, thái độ, và cái người mà được đánh giá hôm nay ấy, là đại diện cho gần 200 con người của cái khóa này.
Nhưng mà mang tính chất đại diện đến đây thì thầy chỉ rất là hãnh diện điều đó. Nhưng ở phía người đào tạo thì cũng cho tôi nhận xét với người học một tí. Thì tôi nghĩ là các anh chị chỉ có tôi thôi. Tôi đi tôi giả là cấm lời tôi mới có cái cơ hội để tôi so sánh. Cộng với cái chuẩn đầu vào thì trên cơ sở là tôi thống nhất với anh Trọng thì anh làm khá tốt. Nhưng mà cuối cùng thì một là phía trường không nhầm, thứ hai là ở phía tôi thì rất là nhiệt tình, cộng với hình như đáp ứng được tổng cầu các anh chị. Nhưng mà linh hồn lại ở các anh chị cả. Cho nên là cái thái độ học rất là tốt, nó tạo cho tôi cảm hứng. Thế là nhiều anh chị bảo câu thầy thì công nhận ông đam mê thật, cái đấy không phủ nhận được. Nhưng mà ở phía các chị á, không dưới một nửa đẩy cái đam mê của tôi. Tôi không nỡ đấy cơ các chị ạ. Cho nên là các anh chị có hai cái niềm tự hào ít nhất trong hội trường hôm nay. Một là các anh chị đại diện, đúng nghĩa của đại diện, vì các anh chị đạt chuẩn của tôi mới cho dựng. Và thứ hai nữa là các anh chị có quyền hãnh diện với chính mình bởi cái lời nhận xét của tôi. Vì tôi thì các anh chị biết rồi, không bao giờ nói dối. Nhưng các anh chị thấy mình còn thiếu nhiều lắm. Tôi cũng vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là các anh chị nên tự hào, bởi vì tôi mới có hình ứng so sánh được. Biểu hiện thứ nhất, các anh chị phát biểu trong hội nghị ấy, trong lớp ấy, kể cả trên phòng lũng ấy, một cái sự tự tin vượt bậc. Điều thứ hai tôi thấy biểu hiện ấy, là cái nội dung phát biểu khác hoàn toàn. Có bao giờ tôi nói trước mục đâu, nhưng hôm nay tổng kết thì phải nói. Và điều thứ ba là cái thái độ nó thay đổi lắm. Một bạn lên đây chủ, không một bạn nào không nhận được sự cổ vũ cả. Cái đấy nó liên quan nó rất nhỏ, nhưng nó lại phản ánh rất to. Bởi vì tôi đi dương nhiều lắm. Người ta phát xong người ta xuống, xong người ta đi về. Người ta phát xong người khác lại phát, không vũ tay. Ở đây bên ngoài cái việc vốn dĩ của các anh chị có, thì tôi thấy là cái rất nhỏ ấy mà các anh chị còn làm được thì không có cái lý gì mà các anh chị không làm được thì to. Vì vậy thứ tư là tôi rất có dịp quan sát và uống cà phê với các anh chị, thì tôi thấy kết quả so với cái tuổi tôi ngày xưa mới đi học á thì các anh chị vượt bậc luôn. Nhưng mà tôi ngồi tôi nói mãi cái khen nó kỳ lắm, nhưng mà tôi có thể nhận xét từ từng người thấy chưa. Thì đấy là về phía người học, thì tôi muốn là với tư cách cái người đào tạo ấy, thì các anh chị chia sẻ về cái vui của tôi, nó vui tột cùng luôn á, khoái chí lắm. Nhưng mà nói xong không biết nói thế nào cả. Một anh đạt cực kỳ thông minh mà lại dí dỏm, nhưng mà không nhớ chặt một cái từ nào của tôi cả. Một anh Phượng ấy, một mẫu cực kỳ trưởng thành mà lại thâm trầm, nhưng mà tính ứng dụng ở trong công ty nó gần anh ấy mà. Một anh Đồng nhẫn nại, đang vật lộn với khó khăn nhưng mà ứng dụng không thì cũng chết nữa. Một chị Kim Anh ấy, các chị ạ, rất là vui nhưng đầy tinh tế đấy. Một chị Hà, một cái nét của cái người rất là đáng mê mà lại ẩn ở trong cái vui vẻ đó, các chị ạ. Một anh Tuấn tiền tỷ sặc mùi nhạy nhạy và rất chịu tư duy. Một anh Lương, các chị ạ, các chị nhìn mà xem trong cái dáng cái lù đù cực kỳ sâu sắc, chỉ có tôi biết vì tôi gần mà tôi đánh giá được. Một anh Hiệp rất là dễ thương, ngoài cái việc mà anh ấy đang chỉnh đốn anh ấy, nhưng mà các chị thấy cái học nó tăng lắm. Một cái anh Sơn là nhận về các bạn, các bạn thấy bọn tôi hay trêu nhưng mà đầy ấn tượng các chị ạ, bởi cái sự chiêm nghiệm lại mình trưởng thành từ cái nhỏ, chứ cái lớn ấy chưa đạt, nhưng mà nó cứ nhảy từ bước ấy, nhìn thấy ai thấy thích. Một anh Dũng ở Bình Phước, tôi không ngờ hôm nay anh có mặt ấy. Đầy thiện chí, cái thái độ cấp độ 3 là khiêm tốn, trên cả khiêm tốn anh ấy có cái thái độ rất là chịu học, rất chịu áp dụng. Mỗi người mỗi vẻ, một cái anh sĩ lì lợm không nói câu nào, nhưng mà nhìn thái độ và cộng với cái phản ứng của anh, một bậc thầy về sự khiêm tốn, các chị ạ. Tôi cố tôi móc khiêu khích để cho cái loại cái tự mãn không loại, và kết quả là anh ấy nhận thức được rất là nhiều
Cái chị thần tôi nói từng người cho một cái chị Ngọc đó cả bé xíu nhưng mà ham học, từ các cái hội thảo nó bám tôi suốt ấy. Cái chị ạ, mà thâm trầm rất là khéo mà nó trốn hết cùng cái lứa bạn bè, tôi không hiểu sau này nó trưởng thành cỡ nào. Cái chị ạ, một cái anh Bình nghe tôi trong cái tiệm cắt tóc cho đến cái việc gia đình, thế là các anh chị trưởng thành, các anh chị ạ, nhìn thấy ai cũng muốn nói. Thế lại có cái thằng nó ngồi ngay bắt đầu trong cái tôi, các anh chị ạ, một cái sự tâm hồn đến cái mức á, tôi cảm thấy cái kiểu mình có ích. Nhưng mà trên cơ sở tôi chỉ đóng vai trò quản giáo, còn các anh chị là người đóng vai trò quyết định, các anh chị ạ. Một cái anh Tú trong lừ cười thôi, nhưng là do cái chất ở trong Thanh Hóa người ta rất chịu học, cho nên là anh ấy trưởng thành thế lắm. Cái trưởng thành phải ghi nhận này. Một anh Tâm thì lì lợm, nhưng mà ra đòn thì chưa ra, nhưng nhận thức thì tăng từng ngày. Và tôi nghĩ rằng là còn bao nhiêu người tôi muốn nhận xét cái gì à, nhưng không làm sao hết. Nhưng mà ở trong hộp sọ tôi không có những cái thấu cảm như vậy, tôi không thể nói được đâu, còn nhiều cái nữa. Nhưng mà có lẽ tí nữa ăn nhậu á thì cho phép tôi lân lên từng người một, tôi đến tôi sẽ cho phép tôi ghi nhận cái chị. Nhưng rõ ràng nó có tác động của học, cái chị ạ, biểu hiện là trong cái chất lượng nói chuyện ở quán cà phê. Và lúc đấy tôi xuống máy bay sớm á, tôi thấy nói chuyện cái chất lượng nó khác hoàn toàn so với hồi đầu tôi gặp cái chị. Cái chị nói nó đúng, nó trúng, xong cái chị có thái độ học lẫn nhau nhiều nhỉ. Và các anh chị lên đô từng câu nói, thật ra là cái phần hôm nay là tôi khoái chí nhất là cái phần nói về các anh chị, các chị ạ. Nhưng mà nó đông quá, thế thì tí nữa tôi sẽ lượt lên từng bàn, tôi xin phép cho tôi chia sẻ đến từng người một với cái nhận định của tôi, các chị ạ. Một cái anh tiền của góc này, im thế thôi, nhưng mà tôi phải theo dõi chứ, và kết quả tôi xem thành quả của tôi chứ, thì các anh chị thấy khác hoàn toàn. Một cái cô thư ký mà đấy tôi vừa phát, cô Hân ở dưới kia, trong cái đội của anh Chắc đó, từ khi mà tôi nghỉ xong cô ấy là không làm thư ký tôi nữa, chỉ có 3 năm thôi, các chị ạ, cô trở thành một con người hoàn toàn khác, bởi vì tôi gần cô nhất, các chị ạ. Trong tất cả mọi người tôi biết tìm xem ai là người không trưởng thành, không có, rõ ràng chúng ta đang làm việc có ích, các chị ạ. Và cái quà lớn nhất các chị trao cho tôi thì tôi nhận được, các chị ạ. Một cô Hân mà bây giờ chức năng là anh thư ký khoa, giáo vụ khoa, cô lấy xong thạc sĩ, cô đang làm tiến sĩ. Và bây giờ một tiếng nói của cô ở trong khoa với các giảng viên nó gần như cái mặc định đẳng cấp ấy, nó khác nhau lắm. Nhưng mà bây giờ thì giảng viên để nghe, các chị ạ. Như vậy rõ ràng là chúng ta đang làm những việc với nhau rất là tốt. Đấy là cái mà tôi muốn phát biểu của ngày hôm nay về phía các chị. Còn nhiều lắm. Nhưng mà chung đến cái cuối cùng có một cái chung ấy, thì các chị đều tâm sự với tôi. Đánh đổi cái gì thì đánh đổi, nhưng đừng đánh đổi gia đình lấy bất cứ cái gì. Nó lạ luôn ở chỗ là ông nào cũng tâm sự với tôi là gia đình các chị thay đổi từng ngày từng giờ. Sau đó thì các chị trình diện cả cô vợ, họ đều xác nhận cái điều đó. Thế là chúng ta thấy nó có ích nhiều mặt lắm, các chị ạ. Thành ra là tôi cảm thấy đứng đây tôi khoái chí, lại được chút thời gian các anh chị cho tôi cái quyền nói, không bài vở, không sắp đặt gì cả. Thế thì tôi muốn nói lại các chị là trong cái thiết kế chương trình là tôi chịu kiếm hết, cho nên là tôi khoái chí chứ. Người thực hiện chương trình tôi lại tham gia hết. Và các anh chị trưởng thành như thế thì còn nói chuyện gì nữa. Chính vì lẽ đó cho nên là tôi rất là thú vị, và tôi mới nói dài thế, các chị ạ. Điều tiếp theo là cái sự nỗ lực của trường Pia An, nhưng không tính anh Trọng mà tính các thành viên của anh em, thì tôi nghĩ rằng là thái độ sát cao nhất là thái độ biết ơn. Cho nên là tôi lái máy bay bánh xe rồi là xăng dầu không đủ chết, cho nên có những lực lượng âm thầm, các chị ạ,
trong lớp ạ, cô cứ đẹp cái chiếu tướng mấy anh lớn ấy. Nhưng mà có những bạn nhỏ dễ thương vô cùng. Nhưng có cái là tí tôi sẽ chia sẻ cụ thể với các bạn ấy. Nhưng mà trong cái đội của anh cháu ấy, thì có các bạn làm tốt lắm. Trong đó có một cái trường hợp mà bạn bị bệnh tội kinh khủng, nhưng mà làm đến ngày cuối cùng một cái trẻ, chị Ly ấy. Còn lại là tất cả từ anh Trung này, chị Ngọc này, rồi chú Nam của thằng con tôi này, là phó cho cái thằng này, rồi là chị Hân này, rồi tất cả. Cho nên là cộng tác với nhau, mà tôi cũng chẳng biết làm đâu. Thì đành có cơ hội đứng đây cho tôi được chia sẻ cái biết ơn của tôi với cả cái lực lượng đó. Và điều tiếp theo nữa là có một cái các chị không quan tâm cái lớp mình làm public. Còn ngoài ra các hệ khác thì bọn tôi đầy tự hào. Nhưng rất tiếc hôm nay không phải tổng kết cái chuyện ấy. Nhưng mà trong cái không khí cạnh tranh với cả cạnh tranh bẩn lẫn cạnh tranh sạch, thì bọn tôi đã tồn tại cực kỳ vững chãi. Thì nó đưa lại một cái chân lý là những điều anh em mình học mà đưa vào thực tiễn đúng lắm, chi tiết luôn. Thì đấy là cái ý kiến thứ tư. Và cuối cùng á, thì tôi xin chia sẻ với anh chị là cái nhược điểm của bọn tôi vừa rồi tôi quan sát ấy, một là quy mô mình làm ấy, không mở được, bởi vì mình được cái nọ thì mình mất cái kia đánh đổi mà, cho nên là nhẽ mình phải lan tỏa rộng hơn nữa. Nhưng mà lực bất tòng tâm cả phía tôi một mình giảng viên, bọn tôi tìm cách kiếm giảng viên khác để phối, nhưng mà thực tế không làm được, và các trường nó đã phối và nó thua. Mà này mình ra lại có bố ông Dương thì nó bị quy mô nó nhỏ. Điều thứ hai là ở đâu đó do thiếu kinh nghiệm. Về phía tôi thì tôi cảm thấy nói hơi tự phụ, tôi không biết nhiều. Nhưng mà về phía trường ấy thì nó nhiều cái sự cố trục trặc các bạn, từ cái thông báo cho đến cái chuyện là các bạn dần dần mới trưởng thành. Tôi dạy cái tiêu đề đó có nghĩa là cái gì thì trường không đảm nhận được cái phần nội dung, tiếc lắm các bạn ạ. Ở đâu đó nó có cái chuyện xử sự, nó chưa được ổn lắm. Tôi nắm được hết đấy. Và tôi phải chỉnh từ tí một. Thì cái phần đó là mặt nhược điểm thì tổng kết cũng nói luôn. Thành ra là tôi mới ngồi tôi ngắm mãi. Thì cái nhược ấy nó xuất phát từ ý thức hệ của họ. Tức là làm ăn bậy để kiếm tiền lão này. Nếu có là tôi diệt ngay. Nhưng mà rất tiếc là mình làm động cơ tốt nhưng tại sao hành vi này chưa tốt. Thì bọn tôi nghĩ là tôi cùng với chú Trọng, với tư cách tôi là cố vấn trưởng của nó, thì nó phải làm thôi, anh ấy phải làm thôi. Nhưng mà tôi sẽ hứa các chị là bọn tôi sẽ chấn chỉnh đúng chi tiết. Cái điều thứ hai nữa là đứng về phương diện nguyên vọng ấy, thì tôi chỉ muốn các chị là sao các chị ứng dụng, các chị đã ứng dụng được công phần rồi mà nó khác hẳn. Thì tôi mong làm sao các chị ứng dụng nhiều hơn nữa bằng cách ấy, là dở cái bài mà cuối cùng mà tôi tổng kết với các chị ấy. Đó là cái bài mà nó liên quan tới những cái phạm trù. Các chị ạ, tài sản lớn nhất của con người là thái độ. Các chị nói mãi các chị sẽ thấy đúng tuyệt đối. Cái nợ đời của chúng ta, cái trách nhiệm lớn nhất của chúng ta là sự nỗ lực. Nỗ lực với vợ, với con, điển hình là với thằng mình và với mọi người, các chị ạ. Thì những cái mạch đề đó tôi nghĩ là các anh chị cứ làm thì các anh chị sẽ ăn to nữa. Thì đấy là cái nguyện vọng của tôi. Ở một góc nhìn khác ấy, thì các anh chị tôi rất muốn là các anh chị nhân bản hiểu biết các anh chị lên. Các anh chị ạ, tại vì bọn tôi tự tin có thái quá không? Tôi nghĩ là không đâu. Bởi vì tôi đã chứng minh tất rồi. Ở trên tất cả ít nhất là cõi Việt Nam này. Thì bọn tôi có quyền tự hào cái điều đó. Thì đấy là tất cả những ý kiến của tôi. Nó chả cần sắp xếp gì cả. Nhưng đấy là cái cảm xúc nó dồn. Còn riêng buổi hôm nay thì thực sự từ cảm xúc nó cái chế hạn với tất cả. Bởi vì kinh nghiệm làm tư tưởng của tôi, tôi làm 35 năm bí thư chi bộ. Mà cái nghề làm công tác đảng nó chỉ có một yếu tố thôi. Luôn nắm tư tưởng người ta và động cơ người khác. Thì cái chị đang có những cái mà riêng ngày này thì nó hiện rất là rõ. Cho nên là chúng ta, tôi nhìn thấy các anh chị yêu thương lẫn nhau, tôi chẳng thấy ai nói xấu ai. Xong bắt đầu các anh chị bắt đầu ngấm cái bài học, thể hiện cái thái độ của mọi chuyện, người lớn mà nó lấy sức lắm. Thì đấy là cái, nó bé nhưng tôi vẫn nói lại, nó lớn lắm á. Đấy,
Vậy thì mong thầy chị là có một cái tương lai thật là tốt trên nền tảng của một quá trình chúng ta học. Học miết thì nếu các chị mà cảm thấy nó đuối thì mới lại quay lại mình học tiếp, chẳng có sao cả. Thì đấy là cái phần phát biểu của tôi. Còn riêng ý cuối cùng nữa là cái chứng chỉ này, thì tôi xin thưa các chị này, lễ trao cái gì? Bộ tôi phải thận trọng đến từng tí một. Và trường nó có cái chức năng này thì nó được trao cái giấy chứng nhận với ý nghĩa là tôi chịu trách nhiệm về chuyên môn, vì tôi là kẻ được làm cái nghề này có 3 chứng nhận nghề luôn. Còn cái công ty anh Trọng thì được chức năng cấp cái này, thế đấy, chứng chỉ nó khác mà bằng nó khác các chị ạ, và giấy chứng nhận nó khác. Và tôi muốn thuyết minh là nó hoàn toàn có ý nghĩa pháp lý. Cho nên là các bạn cứ kèm hồ sơ của mình ấy, khi mà cái CV của mình xòe ra nó có tác dụng tức thì luôn. Bằng chứng ở đâu đó, ở chỗ nào đó họ báo công cho tôi liên tục. Khi xòe ra cái học trò ông Lê Thổng Dương chưa cần PPA 16 năm còn phải xây dựng thương hiệu nữa, lập tức người ta nhận liền. Nhưng mà tôi nói với tôi nó kỳ lắm, các chị cứ xem cái hiệu ứng mà xem. Và lúc nào cần các chị thấy rất là hay, vì bọn tôi chịu trách nhiệm về cái chuyện này các chị ạ. Và đấy là cái ý cuối cùng. Và tí nữa có lẽ là lúc mà nói nó dễ hơn, nhưng mà bây giờ thì xin chúc các chị thành công rất là trả lại cái phước cho ban tổ chức. Vâng ạ, ban tổ chức xin cảm ơn những chia sẻ rất chân quý của thầy ạ. Trường Doanh Nhân PR.